Chào các bạn, trong video số 39 này mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa danh thủ Chu Quân đại chiến danh thủ Vương Thứ Nhất. Tại vòng chính giải Bà Bảo Bôi 2018. Trong ván đấu này, Chu Quân cầm đỏ đi tin, Vương Thứ Nhất cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau. Mời các bạn theo dõi. Đến đây thì vương thứ nhất buông cờ đầu hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.